Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin. Tại 6 điểm cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh đồng loạt diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại lễ khởi công ở điểm cầu chính, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tham dự tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự án có tổng chiều dài 112,8 km, bao gồm 7 dự án thành phần, đi qua 3 tỉnh thành phố là Hà Nội 58,2 km, Hưng Yên 19,3 km, Bắc Ninh 25,6 km với kinh phí 86.000 tỷ đồng. Mặt cắt ngang 120 m, bao gồm đường cao tốc 6 làn xe chạy cả trên cao và dưới thấp, tốc độ thiết kế 100 km/h. Đường song hành hai bên 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2026 cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Đường vành đai 4 đi qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài 19,3 km qua 4 huyện là Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu và Văn Lâm. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ việc thực hiện dự án đường vành đai 4 nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km cao tốc. Đồng thời, dự án còn nhằm giải tỏa áp lực giao thông cho thủ đô, tạo liên kết giữa các địa phương và nhất là kiến tạo không gian phát triển mới cho các tỉnh, thành trong vùng thủ đô. Vui mừng, phấn khởi và tự hào vì đã có đóng góp quan trọng vào công trình trọng điểm quốc gia của tỉnh. Đó là tâm trạng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh trong buổi sáng nay khi lễ khởi công dự án diễn ra. Dù còn gần một giờ nữa mới đến chương trình truyền hình trực tiếp về lễ khởi công dự án, nhưng ông Huy cùng một số hộ dân trong thôn đã tụ về để đón xem thời khắc diễn ra buổi lễ trên sóng truyền hình. Để dự án đường vành đai 4 đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên được khởi công đúng tiến độ, gia đình ông Huy cùng nhiều hộ dân trong thôn đã đồng thuận rất cao cho việc thực hiện chủ trương của nhà nước về thu hồi đất thực hiện dự án. Gia đình nhà tôi thì tổng diện tích đường vành đai 4 vào là 155 m². Đến giờ phút này gia đình nhà tôi đã nhận đầy đủ số tiền, cũng rất là mong việc triển khai đường vành đai 4. Cái thứ nhất là đảm bảo về vấn đề tiến độ, cái thứ hai là đảm bảo về vấn đề chất lượng. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Văn Lâm vừa làm việc với đại diện một số doanh nghiệp để thống nhất xác định diện tích thu hồi, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất, phương án bồi thường và hỗ trợ bàn giao mặt bằng đối với diện tích đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dành cho dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Theo số liệu kiểm kê, rà soát, trên địa bàn huyện Văn Lâm có 13 doanh nghiệp có diện tích gần 10 ha đất nằm trong dự án đường vành đai 4. Tại buổi làm việc, có 5 doanh nghiệp nhất trí đồng thuận với chủ trương dự án đường vành đai 4 và ký cam kết bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án. Diện tích là 4,3 ha. Trong đó, công ty thương mại dịch vụ vận tải Bảo Hưng ở xã Trưng Trắc đồng ý bàn giao diện tích 2,8 ha. Các doanh nghiệp còn lại cơ bản đều nhất trí với chủ trương của dự án, nhưng do có một số vướng mắc cần hoàn thiện về hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên để tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành công cụ quan trọng để thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,5% vào năm 2025 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đang triển khai 12 chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tổng dư nợ đến hết tháng 5 năm 2023 đạt trên 3.700 tỷ đồng, với trên 70.000 khách hàng còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm và nhu cầu thiết yếu trong đời sống người dân, qua đó giúp các hộ gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập và tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo cuộc sống. Đến năm 2025, Hải Phòng dự kiến sẽ có diện tích sàn nhà ở xã hội đạt 1,5 triệu m², tăng gần gấp 2,5 lần so với mục tiêu năm 2020. Như vậy, theo kế hoạch vừa được điều chỉnh, Hải Phòng sẽ gia nhập nhóm những địa phương có chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cao nhất cả nước, chỉ đứng sau các tỉnh, thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp như Bình Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Long An. Từ đầu năm đến nay, hai dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng đã được khởi công, gồm dự án Tổng kho 3 Lạc Viên, quận Ngô Quyền và dự án xã Lê Lợi, Quốc Tuấn, huyện An Dương. Hai dự án này lần lượt có 4.456 căn hộ, vốn đầu tư gần 4.900 tỷ đồng,
và 2.538 căn hộ với vốn gần 1.600 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại khoảng 7,5 triệu mét vuông, nhà ở do hộ cá nhân, gia đình tự xây dựng khoảng 10,5 triệu mét vuông. Tổng nguồn vốn để thực hiện các loại nhà ở là 190.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp đóng góp hơn 100.000 tỷ đồng. Sáng nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 02. Nội dung công điện nêu rõ, trong những ngày qua, khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa to đến rất to, phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 250 mm, gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, nhà ở, sản xuất của người dân. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. Các đơn vị chức năng ở địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 4 tháng 8, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức lớp chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân bệnh đa u tủy xương cho một số bệnh viện. Trong 8 tuần, các bác sĩ điều dưỡng được học lý thuyết về hướng dẫn quy trình ghép tế bào gốc tự thân trực tiếp tại khoa ghép tế bào gốc, ngân hàng tế bào gốc của viện. Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị tối ưu với những người mắc bệnh máu ác tính cũng như lành tính có cơ hội khỏi bệnh và trở lại cuộc sống bình thường. Ghép tế bào gốc tự thân là hình thức ghép trong đó khối tế bào gốc của người bệnh được thu gom và lưu trữ, sau đó truyền trả lại cho người bệnh nhằm phục hồi mô tạo máu. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong tháng 6, Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản 182 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt trên 600 triệu đồng. Trong tháng 6, toàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 7 người. So với tháng 6 của năm 2022, thì số vụ tai nạn giao thông tăng 7 vụ, tăng 6 người chết, bị thương tăng 2 người. Qua đó, việc vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng cho biết, người dân tham gia giao thông cần hết sức lưu ý đi đúng phần đường, chú ý quan sát, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Trong bối cảnh Hàn Quốc chứng kiến tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, các địa phương đang thực hiện một loạt các chính sách nhằm tăng giới hạn độ tuổi dân số trẻ. Trong đó một số nơi dự kiến sẽ tăng tuổi của nhóm dân số trẻ lên 45 tuổi. Theo đó, chính quyền thành phố Cheongguk, tỉnh Bắc Cheolla ngày 19 tháng 6 cho biết họ đã tăng trần độ tuổi đối với nhóm dân số trẻ lên 45 tuổi. Thay đổi này nhằm cho phép thêm nhiều người được hưởng lợi từ các chính sách của thành phố dành cho thanh niên. Thành phố đã sửa đổi quy định đối với độ tuổi dân số trẻ mở rộng từ 18 tới 39 tuổi thành 18 tới 45 tuổi. Với việc thực hiện chính sách mới này, số người được coi là người trẻ tại thành phố tăng từ 18% dân số lên 25% dân số thành phố. Hàng nghìn xác cá chết mới đây đã dạt vào bờ biển của tỉnh Chumphon, miền Nam Thái Lan, phủ trắng một khu vực dài tới 4 km. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là có liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu. Theo giới chức Thái Lan, nguyên nhân cá chết là sự phát triển quá nhanh của các loài sinh vật phù du. Tình trạng này khiến nồng độ oxy trong nước biển sụt giảm và khiến cá bị chết ngạt. Giới chức địa phương cho biết, hiện tượng số lượng sinh vật phù du tăng vọt thường chỉ xảy ra từ 1 đến 2 lần mỗi năm và thường kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Cơ quan chức năng đã thu thập mẫu nước biển để phân tích thêm. Nước biển nóng lên đang là mối quan tâm với nhiều quốc gia trong năm nay. Nhiệt độ bề mặt biển toàn cầu vào tháng 4 và tháng 5 đã ghi nhận mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm. Nguyên nhân vừa đến từ hiện tượng El Nino, vừa đến từ tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra. Gần đây, một món ăn đường phố được xem là món ăn cứng nhất trên thế giới đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng tại Trung Quốc. Đó là món đá xào ớt tại các tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc. Trong tuần qua, các đoạn video về món đá xào ớt đã lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc. Đầu bếp sử dụng những viên đá nhỏ, tròn, nhặt ở ven sông và đã được rửa sạch. Sau đó họ xào đá với ớt, tỏi, gừng cùng một số loại rau và gia vị khác. Mặc dù nhìn bề ngoài, đá là thành phần chính của món ăn, song thực tế, thực khách chỉ nhấm gia vị và ăn các thành phần khác khi thưởng thức món ăn này. Đá được cho là làm tăng hương vị của các thành phần khác. Đây không phải là một món ăn mới mà có nguồn gốc từ hàng thế kỷ qua.
những người chèo thuyền dọc sông Dương Tử đã nghĩ ra cách chế biến này khi thiếu thức ăn. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.